trên đường cô ạ. Thế là em ơi, anh đau bụng quá, cho anh đi vệ sinh một cái. Thế là cứ thế là tấp vào chỗ cửa hàng tiện lợi là đi vệ sinh. Và từ đấy lúc nào mà đi ăn uống hay đi hẹn hò thì con cũng đi tìm nhà vệ sinh. Ngủ ngáy rất là to, con kiểu đang nằm, kiểu đang rất là khó ngủ là cứ cố tình là khò ở bên tai. Anh này thì tính cũng khá là trẻ con ấy, chơi game rất nhiều. Và mỗi lần chơi game vậy là con khó chịu. Hét rất to, đúng rồi. Hét rất to. Vâng. Con có hét ổng không? Kêu ổng dẹp máy không? Con cũng chơi nhưng mà... Hẹn chồng nó cùng chơi một game hay gì đó. Hai đứa này trẻ trung năng động quá ha. Có nét giống Kali quá hả? Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, xin chào quý vị khán giả và chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Thành Nam, nay còn 30 tuổi. Công việc hiện tại là một nhiếp ảnh gia và chủ ảnh đồ ăn. Và trước đây là một đầu bếp, nhưng mà nghỉ bếp tầm 5 năm nay rồi ạ. Dạ. Oh, trời ơi, như vậy nè, vừa có kinh nghiệm đầu bếp, bây giờ lại kiêm thêm nhiếp ảnh thì thôi, coi như là bao nhiêu tạp chí về ẩm thực là như ông thầu hết rồi. Thì đó, là Nam từ Hà Nội. Dạ vâng ạ, con từ Hà Nội vào đây ạ. Tại vì vợ con hâm mộ cô quá. À, bây giờ mời con đi. Dạ vâng, con chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận và chào toàn bộ các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Con là Nguyễn Thị Thanh Thảo và năm nay là con 24 tuổi. À. Nghề hiện tại của con thì con đang làm mẫu livestream tự do và con cũng sống và làm việc tại Hà Nội luôn ạ. Bây giờ kể cho chú nghe đi, cái cơ duyên nào mà khiến cho hai đứa gặp nhau? Thì ngày xưa con làm công việc đầu bếp với công việc chụp ảnh đồ ăn ấy, thì cái mà con nước ăn cái này là nhiều. Và trên story của con là đăng quá nhiều. Để ý là cô này suốt ngày xem. Mà cô ấy xem mà mình rõ ràng mình có like, bác phải biết cô ấy rồi mà cô ấy không comment lại. Mà cô ấy cũng bơ luôn. Con hỏi lạ. Trong thời gian đấy thì con có một số mối quan hệ khác. Để khoảng tầm 1-2 tháng sau thì tình cờ là một hôm trời mưa nên là và con đăng lên story là Hồng xe. Thì con đúng là con vào cái story con comment là em ơi thương nhỉ. Thế tự nhiên vợ con nhắn tin lại luôn. Em con bảo ôi chết rồi, phải lấy dính bẫy rồi. Chết rồi, phải lấy dính bẫy rồi. Đâu bây giờ hỏi vợ con này lý do tại sao cái hôm đó con lại trả lời cái comment của anh này. Tự nhiên là cái cảm xúc của mình đang hỏng xe, đang rất là dắt xe trời mưa. Sự chia sẻ. Đúng rồi ạ. Từ đấy hôm đấy xong là cũng bắt chuyện. Từ khi mà bọn con nói chuyện với nhau thì khoảng tầm 2 tháng sau bọn con mới gặp mặt. Cái là cô này là đầu tiên là con nói chuyện được khoảng tầm 3 ngày. Ở chỗ huyện vợ con thì con quá là thân thuộc vì rất quen rất nhiều người. Em điều tra cô này con nhà ai này, rồi là nhà anh mấy chị em này, là thì học đâu này, đang trọ ở đâu này, con tìm hiểu hết. Em là quyết tâm là phần giao phải hại của cô này. Nhà con có nhà con là có 3 anh chị em và con là con út ạ. Cho nên là kiểu bố mẹ cũng khá là chiều ấy ạ. Cảm xúc đầu tiên khi gặp anh này thì cô ở trên mạng xã hội thì hình ảnh rất là chỉnh chu, giày tóc rồi quần áo vuốt các thứ, nhưng mà khi mà cái hôm mà con quyết định đi gặp ở ngoài, chân thì đi dép tổ ong mà quần đùi áo cọc, rồi bảo là ôi trời ơi, nó khác, kiểu khác ở trên mạng quá. Mình cũng là hơi bất ngờ, nhưng mà sau khi mà kiểu mình nói chuyện ở bên ngoài mình cảm giác là người này nó cũng kiểu như là thật thà, dễ kiểu nói chuyện ấy, chứ không phải là xa cách gì cả. Chú thắc mắc nha. Dạ. Tại sao hẹn hò tới 3 tháng mới gặp nhau? Dạ. Sao con lại không chuẩn bị chu đúng không? Chuẩn bị cho mình một cái avatar hiểu không? Tức là ngày đấy là con có mở một cái bếp online, thì đợt tán cô này là ngày nào con nấu ăn. Con gặp thì con không ship mà con úp ship gửi sang. Có hôm con nấu mì Ý này, hôm con nấu cơm gà này, hôm con nấu nhiều món lắm. Cô này cứ đang làm chỗ nào là con tìm được con ship đến. Đến thì gần đấy thì hôm đấy là bán hàng nó rất là sôi nổi, thì bắt đầu con hẹn gặp. Khi gặp thì ôi con không chuẩn bị luôn. Con bảo thôi, bây giờ đến mà em ấy nhìn vào mình như này mà em thích thì được đấy. Con coi như một cái thử thách luôn. Con đi lên luôn. Nhìn con vợ con cứ nhìn. Làm sao đấy? Sao ngồi hai đứa bắt đầu nói chuyện với nhau. Chồng con và với con thì là cách nhau tầm 5 tuổi. Kiểu nhiều khi mà trước thì con cũng có nói chuyện với những cái người mà nhiều tuổi hơn của mình thì nó hơi bị gọi là cứng nhắc và hơi bị gọi là lớn tuổi cơ. Vì cái là cái suy nghĩ ấy. Thì anh này thì nói chuyện rất là kiểu hợp gu ấy ạ. Thế đối với anh này á, thì con thấy có cái điểm lạ nào á mà khác với những cái người khác khi mà hẹn hò không? Sau cái khoảng gặp đầu tiên thì cũng về nói chuyện rồi các thứ, rồi thì hẹn hò đến ngày chính thức đầu tiên, ăn uống ở nhà hàng các thứ rồi xong thì đang đi trên đường cô ạ. Thế là em ơi, anh đau bụng quá, cho anh đi vệ sinh một cái. Thế là cứ thế là tấp vào chỗ cửa hàng tiện lợi là đi vệ sinh. Và từ đấy lúc nào mà đi ăn uống hay đi hẹn hò thì con cũng đi tìm nhà vệ sinh. Thế đó là con có cảm thấy khó chịu không hay là con cảm thấy là nó lạ lùng đặc biệt? Lúc đầu con đầu nghiện. Đúng rồi, lúc đầu con bảo là quái ông này lạ lùng. Bao lâu thì mới chính thức là quen nhau? 2 tháng 15 ngày ạ. Tỏ tình là con mất khoảng tầm 7 ngày để suy nghĩ. Vì con nói chuyện là em có yêu không? Yêu là yêu luôn. Đây thì thôi thì anh cho em phải suy nghĩ nữa. Sau thứ bảy rồi con hồi hộp con bảo em suy nghĩ chưa? Bảo em vẫn đang suy nghĩ anh ạ. Thế là ngày thứ bảy thì trả lời. Thứ bảy thì bắt đầu là đi ăn xong rồi đi xem phim. Xem phim thì vợ con bảo là thôi em mời anh xem phim. Trời mưa thì con đi thì con che áo lấy áo che mưa cho vợ con. Xong đi lên cầu thang thì cũng kiểu
rất là kiểu tinh tế cá lăng ấy. Con cầm tay xong dắt đi xong rồi và con bảo con cầm tay là ok rồi đấy. Thì bắt đầu lên phòng xem phim thì được khoảng tầm 15 phút thì con bắt đầu con cầm tay luôn. Con bảo chết rồi, thế là cái trong đầu mình đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà xong vợ con rất là kiểu cho người khác chờ đợi ạ. Xem xong ra xuống quán cà phê ngồi cho con chờ khoảng tầm 4 tiếng nữa. Vợ con ngồi này cứ đây con cứ, em ý em sao? Xong rồi con bảo em, xong rồi vợ con lại nhớ trời mưa mà không nói cái gì cả. Không nói gì ạ, nhưng một mình con nói vâng. Như một thằng điên vâng, vâng. Mà xung quanh người ta cũng nhiều lắm, nhiều thế. Bắt đầu 6 giờ tối bắt đầu vợ con mà vâng đúng giờ rồi đó, em đồng ý. Em đồng ý. Không, vợ con mà đưa bảo điện thoại đây, anh làm gì đấy? Cho anh mượn điện thoại. Con lên Facebook của vợ con là để chế độ hẹn hò luôn. Chốt luôn. Sao mà con phải nghĩ ngợi lâu thế? Đúng con rồi. Mặc dù là cái công việc của con thì giao tiếp cũng khá là nhiều, nhưng mà con thì cũng tự cảm thấy là mình cũng sống hơi nội tâm một chút xíu. Như là nghiêm túc. Vâng đúng rồi, với cả trước mối những cái mối quan hệ thì con thường suy nghĩ rất là nghiêm túc. Gần 2 tháng trời con nấu cho ăn mà cô. Ngày nào thế cứ đi ăn, đi buổi trưa là con nấu đồ ăn, con ship đến. Trời mà mưa thì con cũng bảo thôi anh phải đi, anh ship đồ ăn tới. Cát nước thì con cũng làm nước chanh, nước hoa quả, nước ép cho. Chu đáo. Nhưng mà bạn này nấu đồ ăn ngon không? Dạ vâng có ạ. Hầu như là toàn cháu con nấu cơm thôi. Còn bây giờ là vẫn vậy luôn. Thế mà dạ, cũng mở nhà hàng phí nhỏ. Vậy thì bây giờ là hai đứa là lấy nhau được bao lâu rồi? Con lấy nhau được tầm 6 tháng. À, vợ chồng với nhau, cái tật xấu nó có lòi ra không ạ? Có rất nhiều tật xấu ạ. Nhiều luôn ạ. Vâng, anh này thì có một cái tật xấu là ngủ ngáy rất là to. Con cậu đang nằm, cậu đang rất là khó ngủ là cứ cố tình là khò cái đó là tật xấu đó. Con đi làm về con chả vào con ngủ. Xong rồi con cố gắng không cười nhưng mà con chỉ sờ con là con cười luôn rồi. Anh này thì tính cũng khá là trẻ con ấy ạ. Chơi game rất nhiều. Mà mỗi lần chơi game vậy là con khó chịu. Hét rất to, đúng rồi. Hét rất to. Vâng. Con có hét ổng không? Con... ổng dẹp máy không? Con cũng chơi nhưng mà... Hai vợ chồng nó cùng chơi một game hay gì đó. Vâng, con thì lại rất là thích chụp ảnh. Thì anh này thì lại chụp ảnh đồ ăn. Lúc ban đầu gọi là yêu nhau thì chụp ảnh đồ ăn thì nó nói chung là nó sẽ là chụp vào những cái gọi là kỹ nhất và đẹp nhất của cái món ăn thì chụp sẽ phải rất là sát. Thì anh này chụp ảnh cho con, cô ạ, cứ cầm cái điện thoại dí thẳng vào cái mặt như thế này. Bảo là chụp như thế này thì làm sao mà up lên được. Thế con nói cho suốt, con mắng cho mặt gọi là buồn thiu, chụp một tiếng rồi không được một cái nào, con bắt chụp đi chụp lại chụp bao giờ được thì thôi. Từ đấy đến bây giờ là có kinh nghiệm chụp ảnh hơn rồi đấy. Rồi bây giờ con mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Chơi game ít hơn đấy, quan tâm đến gọi là em nhiều hơn và kiểu trong cái công việc nhà thì cũng sẽ phụ em nhiều hơn một chút. Nhắc khéo đấy. Rồi bây giờ tới con đấy. Một cái tật là khi mà bắt đầu mà đột cãi nhau ấy thì vợ con chưa biết đúng hay sai cả, là bao giờ một cái mức ví dụ ngồi trên xe ô tô thì ngước mắt ra nhìn ở góc 60 độ như thế này, cứ nhìn ra ngoài đường này thôi và khóc. Và ở nhà thì một chuyện bé tí này thôi là cũng quay nhìn vào góc nào đấy khóc. Cô tin con, bởi vì cô đã hình dung ra 4 tiếng đồng hồ, tức là 7 ngày 4 tiếng như là 4 tiếng nó chỉ có bấm điện thoại xong rồi nó suy tư để nó trả lời là em đồng ý. Cứ khóc như vậy là con không biết phải làm sao cả. Mà cái đấy đồng đấy là con không thích như vậy. Thì anh mong muốn là hai đứa dù có chuyện gì thì ngồi lại với nhau đều có thể quyết hết, gật thôi, cứ gật đầu thôi. Nhưng mà lúc làm thì không làm được như thế. Không nói, có nghĩa là lúc mà giận con á là sẽ không bao giờ nói ra là tại sao giận mà đó. Con phải đoán ý đúng không? Dạ vâng. Đó. Và rất hay có bẩn đó. Cứ một gì mà không vừa lòng là mắt sẽ kiểu ngực lên, lườm qua một cái, bình tĩnh nha, em lại bắt đầu rồi nhá, em lại bắt đầu rồi nha, bình tĩnh nha, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Vợ chồng á, mà nếu mà tinh ý á là con sẽ biết ngay tại sao vợ không giận. Có những người chồng á, con biết không, chỉ cần nhìn cái cách thể hiện của vợ hoặc là một cái tiếng thở dài của vợ thôi là cái người đó biết là vợ con đang giận, biết lý do tại sao giận luôn. Ghê lắm, cái đấy gọi là phách vị đấy, đọc vị được luôn đấy. Đấy là vợ con là bây giờ muốn cái level của con nó phải cỡ đó lên. Thôi bây giờ trước khi tạm biệt thì bây giờ chú muốn hai đứa có cái lời nào hay có một cái điều gì đó mà cần bày tỏ. Thì hôm nay thì cũng nhân dịp gọi là lên chương trình này thì em cũng có một số lời muốn bày tỏ với anh. Mặc dù ở nhà là em là người ít nói, ít thể hiện tình cảm hơn. Thời gian tới, trong cái dự định sắp tới của hai vợ chồng thì sẽ cùng nhau cố gắng. Và nếu mà có thất bại hay thành công thì em cũng vẫn sẽ luôn ở bên này. Yêu anh rất là nhiều. Đấy, dụ yêu anh rất là nhiều. Thật sự là trong quãng đời của anh đi ra ngoài, anh đi làm thì có rất nhiều người phụ nữ khác đã đến với anh, nhưng mà thật sự là anh không lựa chọn họ vì anh lựa chọn em. Vì cái điều đầu tiên đó là em là một người phụ nữ mà chia sẻ cho anh rất là nhiều thứ. Và những lúc anh có làm vấp ngã, lúc anh có thất bại mọi thứ thì em đều cho anh những cái góc nhìn của em để anh cố gắng hơn.
Và cái đó là cái anh cần là người chia sẻ của người phụ nữ bên cạnh anh. Và con có một điều mà vợ con bây giờ vẫn đang suy nghĩ mà vợ con chưa biết cái đấy ở đâu, là anh hỏi em cái nhận đính hôn, cầu hôn của anh đâu rồi. Em nói đi, em đang để đâu? Thật ra thì cái đấy là con để đợt là cưới là con cầm về nhà rồi, con không thấy đâu, con tìm con không thấy đâu, con cũng không dám nói với chồng là mất hay là rơi ở đâu cả, chúng vẫn đang giấu, vẫn đang tìm là không biết ở đâu cả. Thế là anh không? Đúng thật. Thế là sao? Con rất sợ con khi vào tặng món quà gì hay mà... tặng máy hay tặng gì mà con không được bán hoặc được phát cho ai cả. Và cái điều đấy là điều mà con thích. Thì hôm đấy là vợ con đẻ đây là nó bị gọi là ở nơi mà nó đúng là nếu mà không giữ là sẽ mất. Thế là con giấu đi luôn. Tức là từ đấy là con không dám ỉ ôi gì cả. Bây giờ con sẽ đeo lại cho vợ con để... Vẫn là cái đấy. Tức là con là người đã tìm được cái đấy. Tìm được và giữ đó. Vâng. Còn bây giờ là 6 tháng rồi ạ. Vợ con không biết cái nhất ở đâu. Thôi thế hôm nay là để đảm lại được rồi. Coi như bây giờ không nói luôn. Dạ. Nó ở trong tim anh. Đó, đây, đây. Gấp. Thôi chắc chắn lần này là coi như là dán keo 502 vô luôn rồi. Dạ vâng. Không mất nữa đâu. Cái nào con hỏi em ơi, cái nhẫn đâu vậy? Không dám nói. Lành tránh đi. Thế thì lần sau á, là con phải nhớ nha, là những kiểu như thế là lão cầm đấy. Dạ vâng, đấy, con vâng, nhớ vâng, nhá. Vâng, vâng. Rồi xin cảm ơn hai con đã đến đây nha. Sao? Hai bạn tự giới thiệu coi. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Tuân, em 26 tuổi. Thì là nhân viên IT và hiện tại sinh sống ở Tây Ninh. Dạ, còn em tên là Trần Thị Bích Trâm, năm nay 26 tuổi. Em là công chức nhà nước, hiện em cũng đang sinh sống ở thị xã Tây Ninh. Rồi hai đứa như vậy là ở cùng quê với nhau luôn hả? Dạ. À, có nghĩa là cùng quê chứ không phải là em theo chồng về quê đúng không? Dạ không. Vậy thì trường hợp nào mà hai đứa quen với nhau hay vậy? Dạ, khi ấy thì hai đứa em học chung trường cấp 3 nhưng mà học không có chung lớp, không biết nhau luôn. Xong rồi sau đó em đi xuống thành phố học, anh cũng đi xuống thành phố học. Em đi tiếp xúc mùa thi ở điểm trường của anh ấy. Thì vô tình là hôm ấy anh ấy đến nhận bản điểm. Là hai tụi em gặp nhau thì thấy quen, động hương mình lắm. Dường như đã gặp nhau ở đâu đó đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Bữa gặp trên trường là em ngơ ngơ, chỉ có quen. Rồi cũng nói bâng quơ vậy đó, rồi hỏi làm cái gì ở đây. Rồi xong rồi cũng vài câu cho mình xin số điện thoại. Nhưng mà lúc đó là có cảm tình chưa? Dạ cũng chưa. Chưa. Bây giờ anh đang muốn nghe cái giai đoạn mà em có cảm tình với cô ấy như thế nào? Cảm tình là lúc mà vào cô ấy chuyển nhà trọ. Đó. Tại thời điểm đó thì em phải chuyển nhà trọ. Và em cũng liên hệ con ấy với bạn bè giúp đỡ. Và cũng được cô ấy hướng dẫn tận tình cho em và kiếm được nhà 1.4 đi, nhưng mà ở bên đó chỉ được 2 ngày thôi và cũng phải dọn nơi khác nữa. Chưa gì cái nhờ giả kỳ vậy. Dạ lúc đó thì cũng coi như bạn bè chị. Rồi nói chuyện vui vẻ rồi em biết cái chỗ đó rồi em hướng dẫn anh ấy nhiệt tình. Có lẽ thấy nhiệt tình quá nên chắc nghĩ là có tình cảm với nhau. Vậy đó hả? Dạ. Khi nào thì Tuân mới dám tỏ tình? Dạ là hôm đó là ngày 8 tháng 3. Thì ảnh nhắn tin xuống nói là xuống chơi một chút. Rồi xuống thấy đứng từ hồi nào rồi đó. Rồi em nhìn qua xe thì thấy có chuẩn bị món quà. Mà em làm bộ mình không biết. Dạ hỏi là có cái gì không. Lúc đó anh gãi đầu gãi tay. Thằng ảnh nói tiền bố hùng hổ là từ nay Tuân đeo đuổi trong. Lúc đó em nè. Dạ lúc đó ảnh vúi món quà vô tay em. Xong rồi dạ lên nhận chứ không nhận thì ảnh bị quê. Rồi theo đuổi sao? Dạ lần đầu tiên thì rủ bạn đó, bạn về quê chung. Rồi trên đường đi thì gặp tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông có sao không? Dạ thì cô ấy thì bị thương rồi, còn em thì sơ sát nhẹ. Trời ơi, em bị thương sao? Lúc đó em bị sưng con mắt trùi đuôi vậy nè. Rồi có phải đi bệnh viện không? Dạ, lúc đó cũng bị thương nặng lắm. Rồi ảnh qua chở em mỗi ngày là chở đi bệnh viện, đi chích thuốc. Dạ, lúc đó là thấy ảnh cũng nhiệt tình, cũng chăm sóc, quan tâm. Nên lúc đó mới là chính thức quen nhau. Có nghĩa là xúc động như gì là cái người quá thầm vị với mình, tận tình với mình như vậy. Nhiều khi á, vì cái chuyện đó mà thấy hai đứa gắn kết lại gần nhau hơn, đúng không? Vậy thì Tuân đã cầu hôn cô ấy và cô ấy nhận lời liền không? À, cái đó thì chưa. Nói chưa nhận lời liền, phải trải qua 3 lần. Dạ. 3 lần? Dạ. Vậy thì em có thể kể cho anh nghe từng giai đoạn này không? Rồi thứ nhất thì nó cực kỳ đơn giản.
nó vào ngày đẹp trời á, thì cô ấy nói với em rằng là nhà ba mẹ muốn em làm đám cưới. Ở lúc đó em cũng nghe cũng sao xíu sao đó, rồi về nói với ba mẹ em cuối năm nay con lấy vợ. Mà lúc đó ba mẹ đã biết mặt Trâm chưa? Dạ cũng biết nè. Cũng đã dắt về rồi đúng không? Dạ. Rồi sao cầu hôn đó rồi, tại sao lại không thành công? Dạ thì tại xã em thấy đơn giản quá. Với lại thấy em với ảnh quen cũng lâu mà không thấy ảnh đề cập gì tới vấn đề đó hết, nên mình thử. Mà ai ngờ ảnh về ảnh làm thiệt. Thôi vậy khi mà bị từng nói là cầu hôn vậy thì em có buồn không? Có anh buồn ấm ức tuổi thì sao á. Mà có khóc không? Dạ có, khóc rồi dạ bỏ về luôn. Khóc luôn. Trời ơi, nớp quá đi. Tuổi ra ai, nớp. Rồi lần thứ hai sao em? Lần thứ hai là ngày 14/2. Ngày này rút kinh nghiệm lần trước á, là em chỉ bị quà. Xong rồi cô ấy uống cà phê, là nghe anh nhạc du dương, nói chuyện vân vân. Sau đó thì đợi khoảng thời gian thích hợp á, mình sẽ ăn quà cô ấy cho cô ấy. Nhưng mà khi mà tặng cho cô ấy xong á, thì cô ấy mặt giống thực sự. Dạ. Sao đó? Em cũng im chút xíu. Rồi em hỏi, sao im lặng vậy? Sao im lặng vậy? Dạ. Đó, nó không khí căng thẳng rồi. Tặng cái gì mà cố im lặng? Dạ. Sô-cô-la. Ủa, thương đi, phụ nữ rất thích sô-cô-la. Dạ, tại vậy nè anh. Ảnh á là năm nào anh cũng tặng cho em sô-cô-la, không có cái gì nữa đó. Nó không hiểu. Vấn đề nữa là em không có thích ăn sô-cô-la. Trời ơi. Mà không nói, không phản ứng là ảnh cứ vậy hoài. Cũng như là chị hình dung được cái câu chuyện tình của tụi em rồi. Em cầu hôn, em đưa cái món quà đó. Và khi cô ấy mở ra, đó là món quà cô ấy ghét nhất. Thì đương nhiên là cái chuyện không thành là bình thường rồi đúng không? Rồi lần thứ ba có rút kinh nghiệm hay không? Dạ, nhất quá tam, rút kinh nghiệm hơn nữa. Rồi. Không. Này cách nhà cũng khoảng 3 tháng rồi đó. Vào ngày sinh nhật của cô ấy luôn. Em cũng chỉnh chu hơn. Quà với quà. Quà là cái gì? Dạ, nói sô-cô-la đó nha. Dạ, không có kinh nghiệm. Sô-cô-la chắc chắn không thành rồi. Bây giờ là đám cưới rồi. Dạ. Giờ tò mò cái món quà đó thôi. Dạ, cái này là cái lắc tay. Rồi sao? Thì bữa đó em buổi tối thì em cũng chạy qua nhà cô ấy định đủ cái đi chơi. Nhưng mà hôm đó thì không ở nhà hết. Thì em với cô ấy thì cũng ở nhà cô nhà luôn. Em cũng ngồi xe xích tu cũng nói chuyện với cô ấy. Ngày này nói không dám thẳng nói vấn đề nữa. Mà phải là đánh đường vòng. Đánh coi thử ra tâm trạng lúc đó như thế nào nữa. Thấy cũng ổn ổn rồi. Đó thì em quỳ xuống. Còn hôn cô ấy, trao cái qua. Nói cô ấy là thằng này Trâm phải lấy tôi nha. Vậy là thành công đúng rồi. Thực ra lần này thành công không phải là do quà, là cái lắc. Cũng có thể chưa phải là bó hoa mà vì cô nói chân thành đó, đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Lần đó là em thấy từ chối hai lần rồi, giờ mà từ chối nữa chắc anh không lấy mình luôn á. Thế là sau khi quyết định đồng ý là lấy ảnh, thế là hai người tiến tới hôn nhân. Vậy dạ, sao hôn nhân như thế nào? Sao hôn nhân thì em với vợ em cũng đôi khi cũng có xảy ra cãi vã. Trong hai người lúc mà gây nhau thì ai là người thắng? Chị thấy Tuân vậy nè nghe. À, cô ấy lúc nào cũng thắng em hết. Thường thì là anh nói là thôi anh xin lỗi. Anh biết lỗi rồi, mặc dù là lỗi của em. Cũng dớt dát lại câu cuối. Thì em tính em là muốn điểm bước đầu dứt điểm đó là mới làm việc hay làm những cái vấn đề khác được. Này cô ấy thì không cần cãi nhau là im re. Em ấm ức vô cùng luôn. Không có gì đó là điều muốn trong thay đổi. Dạ, đúng không? Muốn vậy em thấy có thay đổi được không? Chắc không quá chị ơi. Chị thấy gì mà tin? Thực ra mà nói á, cái hôn nhân á, nó bền vững hay không á, là do hai vợ chồng á phải cực kỳ chia sẻ và đồng cảm với nhau. Thực ra cái chuyện đó lý á là lúc yêu nhau thôi. Còn khi đã lấy nhau rồi á, đồng hành với nhau cả một chặng đường rất là dài, còn phải lo cho con cái nữa, tạo dựng một cái cuộc sống chung của cả hai người nữa. Thì theo chị, mình nên bớt lại chút, có nghĩa là em được cái gì nói ra đi. Đừng có để bụng nữa, mệt mình mà mệt chồng của mình nữa. Theo chị thấy như vậy. Còn em á thì chị lại thấy gì nè, em mạnh mẽ hơn một chút xíu nữa, đúng không? Ví dụ như khi em nói dứt khoát, Trâm, em giận anh cái gì, anh muốn em phải nói ra cho anh biết, anh sai anh sửa ngay lập tức,
đúng không? Thì chị thấy là nó sẽ ổn thôi. Đó, và tôi hy vọng là từng người một sẽ có sự thay đổi. Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai bạn Tuân và Trâm. Dạ. Chào em, dạ, bữa nay anh mới được gặp em ở ngoài đời nè. Dạ, em cảm ơn. Đây là một diễn viên mà anh cũng rất là ngưỡng mộ khi mà xem phim em đóng. Ha. Rồi, xin dạ, chào mừng hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Mỹ Linh. Năm nay em 26 tuổi. Dạ. Ơ quên, 28. Trời ơi, anh Giang 2 tuổi hả Linh? À, dạ. Mà không sao, à, nhìn em coi như là 26 tuổi vẫn tin. 26 tuổi là tuổi khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau, là chắc vợ em cứ nhớ mãi như thế. Linh ơi, bây giờ công việc của Linh là gì? Dạ, hiện tại thì em làm về phun xăm thẩm mỹ anh. Dạ. Phun xăm thẩm mỹ. Dạ. Rồi, tới em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Linh Sơn. Năm nay em 34 tuổi ạ. Hiện nay là em là một diễn viên và cũng là một huấn luyện viên sức khỏe. Dạ. Mình diễn viên tự do thôi, mình có trực thuộc công ty nào không Sơn? Dạ không, em làm tự do thôi. Tự do thôi. Dạ. Gần đây anh ít xem Linh Sơn đóng phim. Dạ. Vậy thì anh cũng muốn biết là những dự án sắp tới của em là gì ạ? Dạ, hiện nay thì em đang tập trung vào mảng sức khỏe. Em muốn xây dựng một cộng đồng mọi người sống khỏe và lành mạnh. Vâng. Sơn ơi, em có thể giúp cho anh bí quyết để làm sao cho cái dòng hai của anh nó teo là được không Sơn? Hãy về đội của em. Về đội của em nha. Vâng. Ok, em đã giúp được rất là nhiều người rồi. Em đừng cứ dơ ra nữa, em phải đóng lại đi. Rồi khi nào em về đội của Sơn một thời gian đi, rồi em hãy mạnh dạn em khoe ra. Nó nhìn cũng được mà. Đó. Để Sơn thương. Đó, chị che luôn nè. Không, anh chị sẽ về đội của em. Dạ, nha, vâng. Nha. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi, cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Và lần đầu tiên em ấn tượng gì về chàng trai Linh Sơn này? Thì tụi em quen nhau cũng rất là tình cờ. Thì là một ngày là tụi em quen nhau là qua một cái gọi là ứng dụng hẹn hò anh. Dạ. Thì hồi đó là em là đang độc thân, em chưa có quen ai hết. Xong rồi hôm đó thì tình cờ là một nhỏ bạn thân, bạn gái của em qua nhà chơi. Thì em mới thấy nó ngồi, nó mở điện thoại ra xong rồi nó lướt mà em nhìn vô em thấy ủa sao toàn trai đẹp không vậy. Xong rồi em mới hỏi nó, em kêu ủa mày đang chơi cái gì mà sao tao thấy toàn trai đẹp không vậy ta. Cái xong rồi nó mới kêu là tao chỉ được nhìn thôi chứ tao không có được ăn mày ơi, tại vì lúc đó là nó đang có bạn trai rồi. Em mới kêu là vậy thì cài cho tao đi. Dạ, em mới bảo là vậy thì cài cho tao đi. Chứ em thật ra là em không có biết mấy cái đó, em không có rành về mấy cái kiểu công nghệ thông tin các thứ cho lắm. Dạ, xong rồi thế là bạn em mới cài cho em. Cái xong rồi lúc mà cài vô thì nó chỉnh hình rồi, ý là bỏ hình ảnh của em vô đó thì làm cho em hết. Xong rồi lúc mà em coi thì em lướt thì người đầu tiên là em thấy là anh Sơn. Đúng người đầu tiên luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em không có biết anh là diễn viên. Em không có biết anh là diễn viên thì em chỉ thấy em bảo là ủa sao ai nhìn quen, thì mình nhìn cái gương mặt mình cảm thấy là quen, giống như gặp ở đâu rồi á. Em kêu là ủa sao nhìn thấy quen. Cái thôi em thả tim thử. Thì bạn em nó chỉ cho em là nếu mà thích ai á thì thả tim. Dạ, xong em nhấn em thả tim thì tự nhiên thấy anh trả lời. Dạ. Chắc đang chờ gì đây nè. Nhưng mà lúc mà Sơn nhận được cái tim đó thì là lúc đó Sơn sao? Wow. Tại vì em thấy là ôi sao cô gái này nhìn trông rất là dễ thương. Vâng, thế là sau đó thì thực ra thì những cái ứng dụng hẹn hò hay là mạng xã hội thì nó cũng là một kênh để mà mỗi người ta có thể kết nối với nhau trong cái xã hội mà bận rộn như bây giờ. Thì sau đó thì bọn em hẹn gặp nhau và cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng một góc phố vậy. Đúng ngu rồi đó. Đúng ngu rồi. Anh hỏi nè. Dạ. Mỗi ngày em nhận được nhiều trái tim không? Đến bây giờ lấy vợ chắc là quên hết chuyện cũ rồi ạ. Mà lúc tụi em gặp nhau là gặp ở đâu? Ở Sài Gòn. Dạ, ở Sài Gòn. Dạ, tại vì cái ứng dụng đó nó là giống như là tụi em kêu là để trong khoảng cách bao nhiêu thì mình có thể gặp được nhau, thì em mới để là thôi 10 cây đi thì còn có thể gặp được chứ xa quá thì chắc không gặp được. Cái xong em để 10 cây thì anh ở trong đúng 10 cây luôn. Hồi đó là em ở bên Tân Bình, ở gần sân bay á, còn anh là ở bên quận 7 thì là đúng 10 cây luôn là em gặp. Dạ, xong rồi tụi em hôm đó là cũng nói chuyện, xong em thấy cũng nói chuyện cũng dễ thương, cũng hợp. Xong anh mới hẹn nhau là đi ngày mai đi ăn tối, thì là ngay ngày hôm sau thì tụi em hẹn hò luôn, gặp nhau. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp anh ở ngoài đời á, là em đã nhận ra liền ảnh là diễn viên Linh Sơn không? Dạ không, em không nhận ra, em chỉ thấy là... Chưa, nhưng mà em ấn tượng nhất ở Sơn là điều gì?
em thì cái lúc mà em gặp anh ở ngoài lần đầu tiên á, là em ấn tượng là em vừa mới bước ra khỏi cửa thì em thấy hả đứng xa xa á, có người đi cái xe cào cào á, cao thiệt là cao, nhìn lạ lắm, cao xong rồi mặc đồ thể thao, cái đứng thấy em quay ra cười một cái, trời em nói tỏa sáng luôn. Dạ tỏa sáng đúng trời, rồi đây dạ. Nè đó dạ có xong một, rồi ấn một người ấn á, thì là dạ. Cười tỏa sáng, còn một người là sáng bừng đó, đây là sáng trưng đó, sáng trưng dạ. Sáng bừng luôn dạ, đúng rồi. Không dạ. Hồi nãy Sơn có nói đó, vừa gặp em một cái là thấy em tỏa sáng lên một cái. Không anh, nhưng mà về sau này mới thú nhận với em, kêu là hồi đó ban đầu là coi hình em ở trên mạng á là thấy đẹp, nhưng mà thấy nghi nghi em. Bảo ủa nghi là nghi cái gì, kêu là sao chồng trai hả dạ. Thấy chân dạ. Dài quá mình kêu không là... biết là con trai hay con gái, đúng hơi nghi nghi dạ. Hay chưa, anh đoán ghê dạ, đúng kêu rồi. Là kêu là không, tại vì anh kêu là tại vì anh cũng có quen một vài người bạn á, là kiểu người chuyển giới, kêu là dạ. Đẹp, xong rồi kêu là thấy em cao rồi dáng cao rồi vậy em đẹp cao kêu, quá có khi là nào... sợ đúng không? Có khi nào xin nghỉ à? có khi nào là người chuyển giới không, cái đến hồi gặp ở ngoài thì mới xác nhận là không phải dạ. Yeah. Trước khi gặp là vẫn còn nghi ngờ dạ đúng dạ rồi. Nhưng mang mà vẫn à. Vẫn muốn gặp nhưng mà có khi dạ. Nào là em cố tình em gặp để em xác nhận rõ cái giới tính thiệt của cổ thì cũng cả hai đấy anh chứ không lại bỏ lỡ con mồi sao. Em là người Việt Nam em là em thật ra thì em trước khi mà em quen anh Sơn á thì em cũng có quen một người là người trai Bắc rồi, thì nên là em kiểu giống như là em là sao ta em kiểu em cũng không kiểu giống như em không em kêu là em cũng không thích quen trai Bắc nữa kiểu dạng vậy, tại vì thật ra thì trước đó em quen thì kiểu em cảm giác là trai Bắc thì hơi nói chuyện hơi kiểu cách, hơi nói chung là em không thích lắm. Xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt nghi nghi, xong rồi nghi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người trai Bắc không, trai Hà Nội không, cái xong hỏi là ủa sao em có kinh nghiệm hay sao mà em hỏi anh vậy, cái anh cái em kêu thì em thấy giống vậy đó. Cái xong rồi qua ngày hôm sau thì ông biết là em không có vẻ là không thích trai Bắc rồi. Cái xong qua ngày hôm sau, cái lần đầu tiên mà gặp nhau á thì anh nói giọng nam nha anh. Nói giọng nam rặt luôn, không phải là theo kiểu là giả giả đâu. Thì là do anh là diễn viên mà anh học diễn xuất, anh có học về cách nói giọng nam, chắc để vô vai hay sao đó. Thì là ngày đầu tiên là anh lúc mà gặp em đầu tiên là anh nói giọng nam rặt luôn. Là em ấn tượng luôn nha. Xong Sơn rồi. Nói thử đi Sơn. Về chuyện nói tiếng Nam đi Sơn. Sơn nói tiếng Nam luôn. Nói dạ. Với chị với anh Thuận nói tiếng Nam luôn đi Sơn. Dạ em sợ. Sợ quỷ sứ. Ủa cái lần đầu tiên gặp là anh hoàn toàn nói bằng tiếng Nam á? Dạ nói tiếng Nam dạ. Là xong rồi hôm gặp đầu tiên thì là tụi em đi ăn, xong rồi anh mới hỏi em là em thích ăn cái gì, cái anh mới kêu là hay là để anh dẫn em qua cái khu người Bắc bên này, nó có mấy món ngon lắm, thì ngay gần sân bay chỗ em thì là có cái khu mà toàn người Bắc đó anh đó, xong anh mới dẫn qua đó. Thì tự nhiên qua tới khu đó cái ông chuyển giọng Bắc à, ông nói Bắc luôn. Dạ đúng rồi dạ. Tự nhiên cái nói giọng Bắc cái xong em hết hồn luôn, nhưng mà thấy ban đầu kiểu mình đã ấn tượng rồi á anh, kiểu mình đã ngay từ đầu mình đã có cảm tình rồi đó, nên là bây giờ bắt Trung Nam. Dạ đúng rồi. Dạ rồi cuối cùng á là sau cái lần đó là bao lâu tụi em chính thức yêu nhau, sau cái buổi hẹn đầu tiên đó yêu liền không nhờ? Hay là phải mấy tháng sau hay là mấy ngày sau? Dạ không, chắc là cũng chắc cỡ một tuần thôi. Là tụi dạ. Lâu vậy? Có những cặp đó. Trời ơi, sau cái lần đó là lâu lắm kìa, tụi em mới là hẹn hò, chính thức hẹn hò đó. Dạ. Là, trời ơi, cũng 3 ngày á. Dạ. Dạ. Còn đây là một tuần, còn đây là tới một tuần á, thì mới chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi, nhưng mà, nó nghe nè, ảnh có đưa em về ra về nhà nếu ngoài Bắc mà ra mắt gia đình? Dạ có. Dạ thì tụi em quen nhau được tầm chắc 4 tháng hay sao đó, thì là anh dắt em về Hà Nội, nhà anh là ở Hà Nội mà dắt em về chơi với lại ra mắt nhà anh. Thì thật ra thì em anh nói em là người đầu tiên anh dạ đúng rồi, dạ đúng rồi anh đưa về ra mắt. Nên là mà em á thì nói chung là em cũng
kiểu tại vì mình cũng có cái sợ là kêu là tại vì kêu là sợ kiểu giống như ở ngoài Hà Nội thì gia đình thường thường ấy, em thấy thì kiểu gia đình là hay kiểu hay suy nghĩ là gái miền Nam không kiểu gia phong lễ giáo đó đúng rồi nên bắt buộc là mình phải kín đáo, mình phải công dung ngôn hạnh, mình phải tính trẻ, nói chung là kiểu cũng sợ, với lại hồi đó là nó đang hot cái phim mà sống chung với mẹ chồng á chị, nên là em kiểu em bị sợ, em bị ớn á. Mà xong em á thì là hồi đó là em làm về thời trang, thì em rất là thích thời trang luôn, mà em ăn mặc kiểu giống như là em ăn mặc kiểu thời trang, xong rồi kiểu cũng hở kiểu dạng dạy hay là rách quần rách đồ đó. Xong rồi lúc mà em về á là em cũng đã ráng em lựa sao đồ em là nó cũng phải là kín đáo nhất có thể, nhưng mà tại vì đồ em cái nào nó cũng phải hơi kiểu cách tí xíu thì mình cũng ráng mình lựa cái nào là kín nhất rồi, nhưng mà chắc nó vẫn hơi sao đó. Cái lúc mà em về em ra mắt á thì đợt đó em còn để tóc màu bạch kim nữa, tóc trắng á, tóc màu bạch kim, tóc trắng nữa. Cái xong về xong rồi mẹ chồng cũng lúc đó mẹ chồng cũng bị ấn tượng, kêu là gặp em là giật mình luôn, tại đứng hình luôn. Đứng hình luôn. Tại vì về sau này em hỏi anh Sơn thì mới biết là tại vì ban đầu á mẹ nghĩ là cái gu của anh Sơn á, tại vì anh Sơn chưa có dắt ai vào nhà ra mắt hết. Thì nhưng mà mẹ anh Sơn thì có nghĩ là gu bạn gái của anh Sơn là theo kiểu mà nhìn thùy mị hiền hiền rồi kiểu nhìn lúc đó em cá tính quá, nhìn em cá tính quá, xong rồi phải nói là chắc 10 người gặp em thì nghĩ em là chắc là dân chơi á, kiểu vậy. Dạ đúng rồi, tại từ cái phong cách ăn mặc cho tới cái ngoại hình á đó, thì đều nghĩ vậy. Nhưng mà nhà Sơn là có phong kiến không, tức là ba mẹ có đòi hỏi không ạ? Nhà em nói chung là cũng khá là thoải mái, nhưng mà thực ra thì với Linh thì cái phong cách ăn mặc của Linh cũng rất là cá tính, nên là nhìn ở ngoài trông ăn chơi phết đấy, nhưng mà thực ra thì rất là ngoan hiền, cũng chỉ là cái sở thích ăn mặc, cái gu ăn mặc của mình thôi, chứ không có gì hết. Nhưng mà sau lần đó thì ba mẹ của Sơn có ý kiến gì không? Dạ có nói cái cảm giác, cái ấn tượng gì? Cái lần đầu tiên thì khi mà mẹ em gặp Linh thì mẹ em bảo với em là sao con lại quen Linh, tại sao lại là cũng hơi hốt hoảng. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, nhưng mà bà có thiện cảm không? Rồi thì ở một vài ngày thì cái tính cách của Linh bắt đầu bộc lộ ra, cũng rất là ngoan này, rồi quan tâm mọi người, rồi nấu ăn, Linh nấu ăn rất là ngon. Vâng, đó là một trong những cái ưu điểm của Linh mà em rất là thích. Em nấu món Bắc luôn hả? Dạ, tại vì nhà em là cũng là Bắc Nam Tư á anh. Dạ, nhà em cũng là Bắc Nam Tư. Nhưng mà cái lúc mà tại vì em về nhà anh Sơn chơi thì xong rồi em lại có công việc bận ở trong Sài Gòn, thì em về Sài Gòn trước, anh Sơn thì ở lại. Thì lúc mà em về thì em cũng kiểu giống như em cũng hồi hộp chứ, em cũng hỏi anh Sơn, em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không, thì mình suy nghĩ, mình cũng tò mò, mình muốn biết. Cái xong anh Sơn anh cũng nói thật với em, anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè, Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Khoe ra thịt. Ôi, kính rồi đó mà vẫn còn là kiểu nói bằng giọng Bắc á anh. Trời ơi, em nghe xong em đứng hình luôn, xong rồi đó, xong rồi anh Sơn thì cũng nói đây là thì đó là cái phong cách ăn mặc của em thôi, nhưng mà tính của em thì kiểu giống như là cũng chăm sóc gia đình, rồi cũng nói chung là cũng ấy, nên là từ từ về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần này cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Nhưng mà bao nhiêu lâu thì em biết Sơn là diễn viên? Dạ chắc sau đó cũng không bao lâu đâu là em biết anh là diễn viên. Thật ra là anh rất là bất ngờ khi mà anh gặp Sơn và trong một cái tình trạng là đã có vợ rồi á. Anh vẫn nghĩ em là độc thân á. Vâng. Thì cái lúc mà em quen với Linh á thì là em có công khai với báo giới không? Công khai với đồng nghiệp được không? Dạ, thực ra thì cuộc sống của em thì cái công việc diễn viên là cái niềm đam mê của mình, nhưng mà cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân của em lại sống rất là khép kín. Vâng, nên là khi em có em với Linh quen nhau thì nói chung là cuộc sống chỉ là cuộc sống của hai đứa với nhau thôi, cũng không có công khai gì cả. Rồi đến khi mà lấy vợ thì lúc ấy thì mọi người mới biết ạ. Vâng. Chắc cũng hơi bất ngờ đúng không? Dạ vâng. Lấy vợ hình như cũng không có công khai đâu. Cũng không phải là công khai mà chỉ là mình tổ chức đám cưới bình thường những cặp đôi khác thôi. Dạ. Mình không có show up ra, mình không mà có. Khi mà em có vợ rồi thì các đồng nghiệp là có bất ngờ không? Cũng có, mọi người cũng có nhắn tin chúc mừng, rồi cũng hơi trách một chút tại vì là tại sao đám cưới thì lại không mời. Nhưng thực ra là nhà vợ em thì là ở tận Bảo Lộc, còn em thì ở Hà Nội, nên là không có tổ chức ở Sài Gòn. Nên là mọi người cũng rất là khó để mà mời mọi người đến, nên là nhiều khi em cũng ngại. Vâng. Vậy tụi em cưới nhau làm được 2 năm?
Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Đúng rồi, 2 năm. Thì trước đó là quen yêu nhau mấy năm? Yêu nhau là một năm. Vâng. Yêu nhau là một năm. Mà thế này này, đó, có là lúc mà khi mà hai đứa quen nhau thì cái tình cảm cũng rất là gắn kết nhưng mà chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Thì em có một bác là chị của mẹ em thì cũng cùng với Linh về quê của Linh, là nhà của Linh để chơi, thì bác mới bảo là thôi cho hai đứa nó cưới nhau sớm đi. Đó thì mặc dù lúc đó thì tụi em cũng chưa có ý định cứ yêu nhau đã đó, nhưng mà cuối cùng thì bác cũng bảo là đã kết nhau rồi thì lấy nhau đi cho nó gọi là bền chặt. Thì đúng lúc mà khi mà vừa lấy nhau một thời gian xong thì Covid đến. Đấy, nên là đó là vâng thì đó là một cái thời điểm anh nghĩ là nó rất là phù hợp cho cả hai đứa để cùng nhau là nắm tay vượt qua Covid. Chứ bây giờ Covid xong rồi mà mới cưới thì nhiều khi mọi thứ nó cũng khá là phức tạp đấy. Vâng. Tức là hai đứa kịp làm đám cưới trước Covid đúng không? Dạ. Vâng. Rồi bây giờ là tới cái phần thứ nhì nè, đã về sống với nhau thì là thì là tật xấu. Tật xấu có lòi ra không? Anh thấy Phi rất là hiền. Không? Dạ. Các câu có tật xấu đúng không? Sơn. Linh quên, xin lỗi. Sơn rất là hiền. Nhưng mà Phi là ai vậy? Anh lộn. Không biết thầm thế, không biết Phi á. Không phải Sơn á, Sơn rất là hiền. Phi nào? Giới tính nó không được chắc chắn đấy, em. Nhiều khi đó trong đầu toàn những cái tên người đàn ông nào đó. Sơn á là rất là hiền. Dạ. Vậy thì Sơn có những tật xấu nào không em? Thật ra thì chồng em thì em thấy cũng là hiếm á, một trong những người đàn ông hàng hiếm đó. Dạ đúng rồi. Chồng em thì ở nhà thì rất là chăm lo gia đình còn hơn em nữa. Em thì nhiều khi em chỉ kiểu nói chung em chăm lo gia đình không bằng ảnh đâu. Dạ em thì nên là ảnh nói chung là ở trong gia đình thì hai vợ chồng cũng chia sẻ công việc với nhau, công việc nhà á, thì ảnh cũng chia sẻ hết với em, giống như khi nào mà em mệt quá hay sao là làm đó, hết lạc đề. Dạ. Đó không, không cái đây là tính tốt. Đây này ta đang nói đó, môn nào cũng hay cũng giỏi đó. Có cái môn văn là không biết hay hay dở tại vì bị lạc đề đó. Ta đang hỏi tật xấu thì đó. Đi cứ khen tật xấu không, không có kể tật tốt thật mà tốt á. Cái đó là tật tốt nha. Dạ. Rồi giờ tật xấu á, tật làm em khó chịu á. Em chưa em vừa khó ý, em chưa vừa là... ý ảnh á. Chưa vừa ý hả? Chưa vừa ý chứ em nghĩ chắc là cũng ví dụ như có bề bộn không? Không, có gia trưởng không? Con trai Bắc là thường hay gia trưởng. Dạ không. Gia trưởng nếu không? Mà nếu mà gia trưởng thì chắc là em với ảnh là không có đến được với nhau rồi đó. Đúng rồi. Rồi bây giờ nè, có bề bộn không? Hay là kỹ tính mà kỹ tính quá mức đó. Anh chỉ hơi càm ràm thôi chứ. Càm ràm. Dạ. Hơi càm ràm em thôi. Tại sao lại càm ràm em? Tại sao lại càm ràm? Ừ đó, đó. Đúng không? Cái chữ tại sao? Nó phải có tại sao lại càm ràm vậy? Càm ràm tại sao? Tại vì tật xấu của em. Rồi chúng ta thôi. Bây giờ mới lòi ra càm ràm là do cái tật xấu của em. Dạ. Đó, rồi sao nào? Có cái gì mà em cảm thấy khó chịu và em cảm thấy không ưng bụng về ông cái điểm? Ông có mê cái gì hơn em không? Ví dụ đàn ông có nhiều người mê game hơn mê vợ nè. Nhiều khi mê tạ. Rồi mê đá banh hơn mê vợ không nè. Em thì em thấy chồng em là quá đam mê về thể thao rồi kiểu vận động rồi các khi nhiều khi mà em kêu giống như là anh thì kiểu từ ngày xưa đến giờ rồi là anh rất là đam mê về thể thao luôn, rất là đam mê luôn, mà xong từ khi cưới vợ rồi á, xong rồi cứ cái gì cũng cứ kéo vợ theo, mà nhiều khi coi em giống như là đàn ông vậy á, kiểu giống như là anh là về cái đó là đam mê của anh. Còn em ví dụ như em tập chỉ là em cố gắng hoặc là em kiểu giống như là tập vậy thôi, ráng còn thôi. Ráng thôi, mình ráng thôi mê chứ. Mê tập lắm đúng không? Dạ đúng bây rồi. Giờ nói thiệt đi, mê tập thể thao hay là mê chủ phòng tập? Cả hai đúng không? Cả hai là chết liền á, cả hai là mệt liền á. Dạ. Rồi sao? Dạ nên là kiểu nhiều khi cứ kéo em theo á, nhưng mà có những lúc kiểu mình thoải mái thì mình theo được, nhưng mà có những lúc kiểu mình mệt, mình đi làm về mình mệt hay là sao đó, cứ bảo vợ ra chạy 5-10 cây đi, kêu trời đi đi làm cây. Đi làm giờ tới chiều mệt mà đi kẹt xe các thứ vậy mệt. Mê của mình. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hai cái tật xấu. Yeah. Ram ram là một này. Áp đặt đam mê của mình lên người khác. Dạ, yeah, xong rồi nếu còn mà nếu mà không theo á là kiểu khó chịu, giận. Xong kêu dạ giận xong rồi kêu là tại vì vợ không quyết tâm thôi, vợ quyết tâm thì vợ làm được. Nhưng mà mình vấn đề là mình không thích nói xấu dạ. người khác ngay mặt. Có thể sợ không? Không có nói sau lưng mà nói xấu người khác ngay mặt. Đó lòi ra đó. Rồi bây giờ nè, anh ấy có lãng mạn không? Lãng mạn không? Lãng mạn hả anh? Em nghĩ là chồng em không có lãng mạn đâu. Vậy hả? Dạ. Sao chồng giận em... đi, sao giận như... dạ. Bỏ đi. Nhiều khi trời, nhiều khi muốn cũng muốn giận lắm chứ nhưng mà kiểu giống như em nói chứ, em kêu là cái tính của em á thì em rất là thực tế.
em giống như nhiều khi ví dụ những ngày lễ ngày gì á mà kêu em thấy người ta tặng những cái bó hoa to liệt to mắc tiền đồ á, cái em mới kêu chứ trời, em nói với chồng em kêu là trời, vợ không thích tặng hoa vậy đâu, tặng vậy tốn tiền, một cái bó vậy mấy triệu vậy đó, thôi nếu mà không tặng vậy thôi thà là đưa tiền mình lấy mình đi mua cái gì mình mua kiểu dạng vậy, thích vậy. Cái ông nghe vậy thì ông nghĩ vậy thiệt chị. Cái xong đến ví dụ như ngày 8 tháng 3 đi, không có thấy tặng gì hết trơn á. Cái em lên mạng em nhìn, em thấy người ta ai cũng kiểu giống như là có quà, có hoa đăng lên. Mình không có gì cũng tức chứ. Xong nói chứ, chồng nghĩ sao chồng không tặng gì cho vợ gì hết vậy. Ví dụ vợ nói vợ không thích, xong rồi bảo chứ, nhưng mà tại vợ nói vợ không thích hoa. Cái em kêu chứ, người ta nói không thích thì người ta nói không thích. Nhưng mà ví dụ như chồng chỉ cần tặng cho vợ một bông hoa thôi, vợ cũng thấy thích. Vợ cũng thấy kiểu giống như quan trọng là tấm lòng kiểu như vậy. Đi ra mua đúng một bông thiệt anh, trời ơi tức dễ sợ luôn. Đúng một bông thôi. Nên là em kêu á, nhiều khi kiểu giống như cũng hơi kiểu không có được lãng mạn cho lắm. Dạ. Mà mỗi lần vợ giận á, dạ, thì có xin lỗi hay là có hành động gì để mà cho vợ hết giận không? À mỗi lần mà giận thì giống như tức là hai đứa giận thôi, em giận anh có làm quề không? Em giận nhưng mà kiểu giống như nhiều khi á, giống như mình giận xong rồi ông cũng ra ông xin lỗi, nhưng mà lúc đó mình đang bực á chị, mình đang bực cái mình cứ thôi đi ra đi, không ấy kiểu không có ấy gì hết, à đi mất tiêu luôn. Trời ơi em tức dễ sợ quá mà có sao nói dạ đúng rồi. Đi đi là đi luôn, đi mất tiêu luôn. Cái xong có em mới bực quá em kêu chứ, lúc khác á em mới kêu chứ, người ta phụ nữ sao chồng không có hiểu gì phụ nữ gì hết trơn, không tâm lý gì hết trơn hết, kêu ví dụ người ta kêu là đi ra đi thì phải ở lại năn nỉ cho người ta hết giận thì thôi chứ. Đó Ngọc Lễ dạ rồi đúng rồi, Ngọc Lễ đã nói rồi con dạ, gái nó có là không dạ. Xong kêu chứ anh bảo đi cái đi mất tiêu luôn. Đi mất sao tiêu mà, luôn sao mà dạ, sao nó thế không nhìn vào mắt vợ. Nhìn vào mắt để vợ. Lần sau em cứ làm ngược lại. Ủa, cho chắc ăn nghe nè. Rồi bây giờ ông không xin lỗi gì vậy sao mà hết giận? Thì em á, cái tính của em thì em không có giận lâu được. Em không có giận lâu được, em rất là nhanh làm hòa luôn, em không có để bụng. Tự xả luôn vậy đó. Kiểu giống như thấy hoài không làm hòa là tự mình ra mình làm hòa trước à. Trời ơi. Dạ. Có nhiều khi mà giận nhiều dạ quá muốn bỏ ghê á, nhưng mà thấy dạ đẹp trai quá thôi không? Dạ, dạ có chị. Trời, có nhiều khi á hả, kiểu tối nằm hai vợ chồng nằm xong tự nhiên nghĩ ra cái gì cái nói qua nói lại cái giận nhau. Nằm xong rồi hả, ông thì kiểu cũng không làm hề với em. Nằm quay qua thì bình thường á là hai vợ chồng là ngủ là cứ phải ghét ôm á thì mới ngủ được kiểu dạng vậy. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài, em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm hề mình tức ghê á. Xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua thấy ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Kêu chứ, ủa sao thôi chồng sao mình đẹp trai vậy? Không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi, quay qua ôm cái vậy. Hết giận luôn. Cái quay qua ôm cái thôi hết giận. Quê luôn. Dạ, nghĩa là tự bà giận xong rồi tự bà chiếm ngưỡng dung nhan ra. Cái tự bà hết giận. Dạ, đó. Nên là em mới kêu là nhiều khi hả, kêu là cưới chồng đẹp trai xíu cũng có cái lợi. Kêu là nhiều khi gây nhau hay sao á, nhìn đẹp trai đỡ bực mình. Còn ví dụ như mà cưới mà kiểu xấu xấu là bực, là giận là hoài luôn. Cái cặp trước nghe. Okay. Bây giờ phải hỏi qua Sơn đi, nãy giờ người ta bị ăn hiếp quá. Bây giờ hỏi qua Sơn đi. Bây giờ vợ sao? Đó kìa, đó bây giờ tấn công đó. Xa tay nè, tay ra cám này. Đó nha, cơ hội để cho em phản kèo đó Sơn. À, là kể về tật xấu của vợ đúng không? Đúng rồi. Nhiều không em? Chưa nhiều đồng ý. Nhiều em? Còn nhiều không? Hay là không có? Không có thì qua luôn. Dạ cũng đủ xài ạ. Đợi nãy giờ rồi mới được nói. Đó. Thực ra thì thôi mình không nói điểm tốt nữa nhỉ. Đúng rồi. Vợ ấy là rất là bừa bộn. Cho nên là càm ràm. Đúng rồi. Thực ra thì tính của em thì trước kia khi mình còn nhỏ thì mình cũng chưa có cái cuộc sống sắp xếp làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ. Nhưng mà khi mà mình lớn lên dần rồi từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn thì mình bắt đầu ở một mình trong một cái không gian mới ấy, thì em lại bắt đầu có tính là em thích sắp xếp nhà cửa cho nó gọn gàng. Thì cuộc sống mình cảm giác nó ngăn nắp hơn. Và từ đó thì đến khi lấy vợ thì em cũng mang theo cái tính cách đấy vào. Và cùng với vợ thì lại khá là bừa bộn, và đó là cứ đâu là quăng đó. Còn em thì kể là em để cái gì ở đâu là chắc chắn em biết là em để đúng ở rồi đâu đó. Thì nhiều khi thì hai vợ chồng không có thống nhất được cái tính đấy thì em hay em gọi cảm là làm thôi đúng không, làm cảnh sát rồi trưởng đấy ạ. Đó, vâng, bừa bộn rồi. Tiếp nữa đi em, tranh thủ mà kể đi. Đấy rồi lại việc mà tập luyện thể thao ấy. Thì từ không có chịu, đúng rồi không có chịu giữ sức khỏe, lười tập thể thao thể dục.
cũng không hẳn là quá lười, nhưng mà cũng lười ở một cái mức độ mà cần phải có người là đẩy đi thì mới đi được. Đó, cho nên là em buộc lòng phải áp đặt cái đam mê của em cho vợ để giữ gìn sức khỏe cho vợ, đúng không? Vâng, chị đang biện hộ cho em đó. Vâng, hai cái xấu của em là đã được biện hộ rồi đó. Bây giờ nè, anh hỏi nè, cô ấy là người làm về thời trang. Dạ. Vậy thì có bắt em phải ăn mặc thời trang theo cái gu của cổ không? Có áp có. Đặt rồi. Áp đặt gu của mình và gu của người khác. Không phải, không phải đâu chị. Nhưng mà kiểu như là em thì là một người rất là thích về thời trang. Thì em là hay thích ăn mặc kiểu cách kiểu này kiểu kia. Nhưng mà ngược lại anh thì là một người quá đơn giản luôn. Nhiều khi cái tủ quần áo của anh á, nguyên một loạt áo thun màu đen, nguyên một loạt áo thun màu xám, vậy thôi, mặc đi mặc loại hoài. Cái xong nhiều khi ra đường á, em kêu chứ trời, mặc ra đường vậy chắc người ta tưởng chắc quanh năm suốt tháng có bộ đồ mặc hoài á. Xong rồi hả, em cũng nói, em cũng chỉnh, em kêu là xong mặc áo sơ mi này kia cho đẹp. Kêu thôi chồng nhiều mồ hôi lắm, chồng không thích mặc đâu, thích mặc áo thun vậy thôi à. Không nghe em. Xong rồi đến hồi kiểu nói chung là chắc là cũng chưa nghe ai nói. Xong rồi đến hồi mà có một đợt mà về nhà em, đợt đó là sinh nhật của ba em á. Xong rồi anh về nhà em chơi thì kiểu cũng kiểu dịp tiệc tùng vậy đó, cũng mặc đồ đơn giản kiểu vậy. Cái xong má em mới góp ý với em, bị nói dạ mới nói mới kêu là Sơn á, nó đẹp trai vậy mà nó biết ăn mặc á là nó đẹp lắm á. Lúc nào cũng mặc kiểu vậy, tại vì lúc nào cũng mặc cái màu xám hoặc là cái màu đen thì nhìn riết nó chán á chị. Dạ đúng rồi đó. Cái xong em về em nói, em kêu đó mọi người chê vậy đó, nghe chưa, vợ nói thì không nghe. Nhưng mà bây giờ nghe chưa? Dạ. Ủa mà xí mình đang nói xấu nhau mà em đang nói mà sao cổ nói? Thì đợi vậy mới nói đó. Rồi tới em rồi, hiểu rồi bây giờ cải thiện cơ, cải thiện rồi đúng không? Rồi cũng thực ra đấy thì đấy, em thấy là hai vợ chồng giống như là hai cái mảnh ghép. Cái người này thiếu cái này thì người kia lại bù đắp lại. Em thì sống thì nói chung mọi thứ khá là đơn giản, ăn mặc cũng rất là đơn giản. Thì vợ em lại một người rất là yêu thời trang, nên là dần dần thì mưa dầm lâu. Đúng không? Rồi em bắt đầu thay đổi cái. Không, nhưng mà thay đổi rồi. Vâng. Rồi sẵn đây em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Đầu thiều đầu tiên ấy là phải uống nhiều nước vào. Một ngày là uống rất là ít nước. Đấy, chuyên gia về sức khỏe. Nghe chuyên gia về sức khỏe người ta nói. Uống nhiều nước rồi. Uống nhiều nước, ok. Nên vợ nên dành thời gian tập luyện thể dục đều đặn trong một tuần. Có thể là không nhiều lắm, nhưng mà mình giữ một cái thói quen đó thì nó sẽ làm cái cuộc sống rất là lành mạnh. Tại vì hai vợ chồng luôn luôn muốn là sống với nhau, đúng không? Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Chẳng hạn bây giờ chồng cứ khỏe mãi rồi đến cuối đời vợ lại không còn khỏe nữa, thì lúc đấy làm sao mà vợ chồng mình có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian được. Hay chưa? Hay. Rồi bây giờ tới em. Em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Em thì em nói chung là chồng em thì em chỉ mong muốn chồng em là thay đổi, là nói chung chồng em là có một cái tính em không biết là gọi là ưu điểm hay khuyết điểm nữa, nhưng mà tính rất là thật thà và rất là tin người luôn chị. Mà rất là thương người, nhưng mà nhiều khi cái lòng tốt của ảnh á mà ảnh không có nhận ra bị người khác lợi dụng. Tức là đặt nhiều khi đặt không đúng chỗ thì mình sẽ giống như mình bị lợi dụng. Đúng rồi, nên là kiểu giống như là có những lúc kiểu giống như làm được nhiều tiền á, cái đi ai khó khăn mình giúp hết, cái đến khi là lúc mà mình khó khăn mình cần á thì không ai giúp mình hết, lại thì lại không ấy. Là mình, em thì em kiểu em cũng nói, em kêu là tại sao không dành kiểu giống như là để dành tiết kiệm ấy, là phải lo, em muốn là kiểu phải lo cho tương lai, đúng rồi. Còn đằng này anh là kiểu anh có thấy ai khó khăn hay là sao là anh giúp hết, anh giúp anh mang giúp hết kiểu dạng vậy đó. Xong rồi em cũng nói xong rồi thì kiểu cũng nghe, nhưng mà cũng không biết là có thay đổi không, tại vì cái đó cái tính rồi. Dạ. Tức là muốn em sáng suốt hơn. Đó là cái điều em mong muốn, là anh phải tỉnh táo hơn với trong lại, cái việc đó, đúng dạ, không? Với lại phải kiểu giống như là suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn, tại vì nhiều khi anh lại kiểu giúp đỡ nhưng mà lại giúp người ngoài nhiều quá, nhưng mà kiểu nhiều khi quên đi cái gọi là giống như tại đây nè, kế cận cũng đang cần, đúng không? Dạ đúng rồi, em là em muốn ví dụ như lo tốt cho gia đình đi đã, rồi mình hẳn lo cho đúng bên đó, ngoài. Đúng đó Sơn ơi. Dạ. Mình thấy nó rất là hợp lý. Dạ tại vì thật ra không phải là mình giúp người ta không phải là mình chỉ giúp bằng tiền hay là sao không, mình có thể giúp bằng nhiều cách. Nhưng mà các em bây giờ đã có em bé chưa? Dạ tụi em chưa ạ. Chưa đúng không? Tại vì sau này còn có em bé nữa. Dạ. Đúng rồi. Rất là nhiều thứ phải lo. Dạ. Thôi giờ chị thấy vậy nè. Chị thấy vậy nè, cái mong muốn của Sơn đối với em cũng hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Chắc chị cũng phải nghe lời, uống nước nhiều nè, chịu khó tập thể dục thể thao. Dạ. Đó là chị nghe lời em chuyên gia về sức khỏe luôn nha Sơn nha. Rồi nhưng cái việc của vợ em góp ý em chị thấy hoàn toàn chính xác.
Dạ, thực sự mà nói hoàn toàn chính xác luôn đó Sơn. Nghe lời vợ chồng sẽ nói. Rồi, cảm ơn okay. Đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Yeah. Bây giờ mình bốc thăm nha.